Xung đột Ukraine khoét sâu cuộc chiến trừng phạt giữa Nga và phương Tây Nga và phương Tây đang leo thang cuộc chiến trừng phạt lẫn nhau liên quan đến tình hình chiến sự tại Ukraine. Tình trạng xung đột tài chính giữa Nga và phương Tây đã bắt đầu tăng thêm vào đầu năm 2022 trước khi Moscow bắt đầu phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Mỹ từng cảnh báo Nga rằng Washington đã thiết lập khuôn khổ cho một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế và tài chính mạnh tay hơn nếu Moscow tấn công Ukraine. Trong khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2, Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu đã đặt một loạt biện pháp trừng phạt lớn đối với Nga nhằm kìm kẹp nền kinh tế và làm suy giảm tiềm lực quân sự của nước này. Những lệnh trừng phạt mới cùng với các biện pháp trừng phạt cũ được áp đặt vào năm 2014 sau khi Nga sắp nhập Crimea đã gây nhiều khó khăn cho Nga, nhưng vẫn không thể khiến nền kinh tế nước này sụp đổ. Nga đã có sự chuẩn bị trước Theo các nhà phân tích, Nga dường như đã có sự chuẩn bị trước để ứng phó với kịch bản xấu này. Trong những năm qua, Nga đã tích lũy được khoảng 600 tỷ đô la Mỹ dự trữ dưới dạng ngoại tệ và vàng, một nửa trong số này được gửi tại Mỹ, EU, Anh và Nhật Bản. Moscow có thể sử dụng khoản dự trữ còn lại để ổn định thị trường trong nước, duy trì giá trị của đồng rúp hoặc mua khí tài từ các nhà sản xuất khí tài ở nước ngoài. Nga có mức nợ nước ngoài khá thấp, chỉ chiếm khoảng 14% GDP. Moscow hoàn toàn có khả năng thanh toán khoản nợ này, thậm chí nhận thêm khoản nợ mới trong trường hợp cần thiết nếu cuộc xung đột với Ukraine kéo dài. Chưa kể từ năm 2014, Nga đã xây dựng hệ thống SPFS. Đây là hệ thống xử lý các giao dịch tài chính được Ngân hàng Trung ương Nga phát triển sau khi phương Tây đe dọa loại Nga khỏi Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng toàn cầu SWIFT sau sự kiện sắp nhập bán đảo Crimea. SPFS có cùng dịch vụ như SWIFT, nhưng hiện chỉ có khoảng 20 ngân hàng nước ngoài sử dụng hệ thống này. Chiến dịch gây sức ép của phương Tây Phương Tây đang nỗ lực gây sức ép với Nga bằng cách áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt với số lượng và mức độ chưa từng có trong lịch sử tài chính thế giới. Ngay sau khi xung đột nổ ra, Mỹ, Anh, EU, Nhật Bản đã đóng băng 300 tỷ đô la Mỹ dự trữ tiền tệ mà Nga nắm giữ ở nước ngoài. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt vẫn cho phép Nga sử dụng dự trữ ngoại hối bị đóng băng để trả lãi cho các khoản nợ nước ngoài nhằm tránh nguy cơ vỡ nợ. Phương Tây cũng liệt vào danh sách đen hàng nghìn cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ cũng như các cá nhân và tổ chức liên quan đến chính phủ Nga và Tổng thống Putin. Ngoài ra, Mỹ và châu Âu đã tịch thu tài sản của các cá nhân Nga, thu giữ du thuyền hay bất động sản của nhiều nhà tài phiệt Nga ở nước ngoài. Một số quốc gia như Nhật Bản và Hàn Quốc trước đây luôn tránh gây leo thang căng thẳng với Nga, song hiện giờ đã tham gia nỗ lực trừng phạt của phương Tây. Ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột Nga-Ukraine, một số ngân hàng lớn của Nga đã bị loại khỏi hệ thống SWIFT, khiến họ gặp khó khăn trong việc tiếp tục xử lý các khoản thanh toán trên phạm vi quốc tế. Ngân hàng lớn duy nhất không bị loại khỏi hệ thống này là Gazprom do có vai trò quan trọng đối với thị trường năng lượng quốc tế. Mới đây, EU cùng các đồng minh trong nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu G7 và Australia thông qua quyết định áp giá trần đối với dầu thô xuất khẩu bằng đường biển của Nga ở mức 60 đô la Mỹ một thùng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jacques Michel cho biết lệnh áp trần giá dầu liên quan đến hơn 2 phần 3 lượng dầu Nga xuất khẩu đến EU. Biện pháp trừng phạt mới này nhằm hạn chế doanh thu từ dầu mỏ của Nga, đồng thời vẫn duy trì dòng chảy dầu của quốc gia này trên thị trường toàn cầu. Nga lấy biện pháp trừng phạt như thế nào? Một số nguồn tin cho biết, các quan chức Nga và Iran đang thảo luận về việc nhờ Iran đóng vai trò sân sau để cho phép sản phẩm dầu mỏ của Nga thâm nhập thị trường toàn cầu. Điều này sẽ dễ dàng hơn nếu thỏa thuận hạt nhân mới giữa Iran và các quốc gia phương Tây được thông qua. Trước đó, Nga được cho là đã thành công trong vai trò này khi giúp Venezuela xuất khẩu dầu mỏ ra thị trường thế giới, bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ. Năm 2020, tập đoàn dầu mỏ khổng lồ của Nga Rosneft bị Mỹ đưa vào danh sách đen, nhưng Điện Kremlin đã nhanh chóng thành lập một công ty dầu khí mới, Rosa Buretnev, để tiếp tục hoạt động sau khi Rosneft rời Venezuela. Với sự hỗ trợ của Nga, xuất khẩu dầu của Venezuela đã tăng gấp đôi từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021. Ngoài ra, việc tạo ra các công ty vỏ bọc cũng có thể làm giảm hiệu quả của các lệnh trừng phạt. Liên quan đến việc áp giá trần dầu mỏ, quyết định của châu Âu đã khiến nhiều người Nga lo lắng vì khoảng 95% bảo hiểm đối với tàu chở dầu trên thế giới được thực hiện qua một hiệp hội có tên gọi là Hội Bảo vệ và Bồi thường Quốc tế, viết tắt là Hội PNI, có trụ sở tại thành phố London. Hội PNI là hội của những chủ tàu cùng nhau đóng góp hội để tự bảo vệ mình và bảo vệ lẫn nhau trước trách nhiệm bồi thường đối với những rủi ro không thuộc trách nhiệm của công ty bảo hiểm. Nga sẽ gặp khó khăn trong việc xuất khẩu khối lượng lớn dầu mỏ mà không có bảo hiểm cho hoạt động vận chuyển của nước này. Các quan chức phương Tây cho rằng Moscow nên chấp nhận vận chuyển dầu với giá trần hơn là tìm các giải pháp thay thế khác. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, chính phủ Nga sẽ cung cấp bảo hiểm cho các hoạt động xuất khẩu dầu bằng đường biển và các tàu vận chuyển nhằm đối phó với lệnh cấm của Liên minh châu Âu. Điều này có thể tương tự các biện pháp mà chính phủ Nhật Bản đã thực hiện vào năm 2012, theo đó cung cấp một khoản bảo lãnh lên tới 7,6 tỷ đô la Mỹ cho một tàu chở dầu của Iran để duy trì thương mại với Tehran. Nga cũng được cho là đang nhờ sự hỗ trợ của một số nước Liên Xô cũ để lách luật trừng phạt. Vào tháng 5 vừa qua, Ukraine đã cáo buộc Georgia, Armenia và Azerbaijan giúp Nga xuất khẩu sản phẩm của nước này ra thị trường quốc tế sau khi hơn 200 công ty được thành lập. Tuyến đường xuất khẩu Trung Á cũng cho phép Nga tiếp cận với công nghệ phương Tây, chẳng hạn như vi mạch và chất bán dẫn. Giới phân tích cho rằng, trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài, nền kinh tế Nga sẽ tiếp tục đối mặt với những thách thức lớn. Phương Tây tuyên bố mục đích của các biện pháp trừng phạt là buộc Nga phải chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine, nhưng Nga và nhiều quốc gia khác có thể tăng cường phát triển các cơ chế thương mại riêng để đối phó với lệnh trừng phạt bí ẩn ba vụ cháy lớn liên tiếp ở Moscow, thổi bùng nghi ngờ do người Ukraine giàn dựng. Ba đám cháy lớn đồng thời bùng phát vào cuối tuần qua ở Moscow làm dấy lên nghi ngờ về các cuộc tấn công đốt phá của Ukraine, theo Intel News. Cụ thể, ba đám cháy lớn bùng phát ở Moscow vào ngày 10 tháng 12 đã khiến nhiều người nghi ngờ rằng những kẻ phá hoại Ukraine đã giàn dựng các vụ việc này. Ngọn lửa đã thiêu dụi trung tâm mua sắm OBI tại trung tâm bán lẻ Mega ở vùng Kimi, của Moscow, cách không xa sân bay chính của thủ đô, sân bay quốc tế Seremeyevo. Một vụ hỏa hoạn khác đã thiêu dụi nhà máy sản xuất thịt Mikoyanovsky trên đại lộ Volgogradsky Prospect ở đông nam Moscow. Và vụ cháy thứ ba xảy ra tại phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia Pushkin ở trung tâm Moscow. May mắn không có tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới nào ở đây bị phá hủy. Pushkin là bảo tàng nghệ thuật châu Âu lớn nhất ở Moscow và là một trong những điểm đến hàng đầu của khách du lịch. Ở đây có các bộ siêu tập đẳng cấp thế giới của các bậc thầy quốc tế. Các quan chức cho biết một lính cứu hỏa đã bị thương trong khi dập lửa tại bảo tàng nghệ thuật Pushkin. Bảo tàng Pushkin lưu giữ những kiệt tác quốc tế như Rembrandt, Cezanne, Vincent van Gogh và những người nổi tiếng khác. Tuy nhiên, đám cháy không xảy ra ở tòa nhà chính mà là ở bảo tàng Roerich, được gọi là Điền Trang Lopukin, một tòa nhà riêng biệt hiện đang bỏ trống. Vụ hỏa hoạn được cho là bắt đầu từ giữa các tầng và một cuộc điều tra sơ bộ không loại trừ khả năng đốt phá, nhưng các nhà điều tra nói rằng có thể nguyên nhân là do chập điện. Câu chuyện tương tự với OBI. Các nhà điều tra cũng không loại trừ khả năng đốt phá, nhưng họ nghiêng về sự cố chập điện hơn. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga cho biết ngọn lửa lớn đã thiêu dụi tổ hợp mua sắm, khiến ít nhất một người không qua khỏi. Không có thông tin nào được đưa ra về nguyên nhân dẫn đến vụ cháy tại nhà máy thịt. Các dịch vụ khẩn cấp cho biết 13 người đã được sơ tán khỏi tòa nhà và không có ai được báo cáo mất tích. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người. Nga đã hứng chịu một loạt vụ nổ và hỏa hoạn gần đây. Nhiều vụ không được công bố nguyên nhân chi tiết. Tuy nhiên, Điện Kremlin chưa xác nhận bất kỳ sự cố hỏa hoạn nào là kết quả của các cuộc tấn công của Ukraine. Nhưng gần đây, Kiev đã chứng minh họ hoàn toàn có khả năng tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm các cuộc oanh tạc vào ba sân bay ở Nga trong tuần trước. Các cuộc tấn công được một số nhà phân tích đánh giá rằng đã đưa cuộc chiến sang một giai đoạn mới. Do đó, dễ hiểu vì sao các vụ hỏa hoạn tại Moscow vào hôm 20 tháng 12 làm dấy lên nghi ngờ về các cuộc tấn công đốt phá của Ukraine, theo Intel News. Nga đang vũ khí hóa mùa đông ở Ukraine Các nước phương Tây cho rằng Nga đang sử dụng mùa đông như một vũ khí, thậm chí là lợi dụng thời tiết để làm vũ khí chiến tranh chống Ukraine gây nhiều khó khăn cho Kiev. Nga đang mở rộng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine, khiến người dân nước này rơi vào tình cảnh không có điện hoặc là sưởi ấm. Trong một tuyên bố mới đây, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng Nga có ý định sử dụng xương giá, tuyết và băng để tạo lợi thế cho quân đội của mình. Nga hiện cố gắng sử dụng mùa đông như một vũ khí chiến tranh chống lại Ukraine. Đó là lý do tại sao các đồng minh NATO đã tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, ông Stoltenberg nói. Đó là một chiến thuật đã từng có hiệu quả với Nga trong quá khứ. Đáng chú ý nhất là trong trận chiến ở Stalingrad trong Thế chiến 2, nơi Liên Xô đã đánh bại Đức Quốc xã. Trong cuộc chiến lần này, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tập kích bằng tên lửa quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine gần như hàng tuần kể từ đầu tháng 10, khi mùa đông lạnh giá bắt đầu. Moscow bác bỏ cáo buộc ý định làm tổn thương người dân, nhưng tuyên bố sẽ không dừng lại cho đến khi Ukraine nhượng bộ các yêu cầu của Nga. Hiện nay, các nguồn cung phụ kiện thay thế cho mạng lưới điện bị tàn phá của Ukraine đang cạn kiệt trong bối cảnh Nga tiếp tục không kích. Artur Loskowski, giám đốc của Cộng đồng Năng lượng, cho biết tình hình đang rất nghiêm trọng ở Ukraine. Họ có một số thiết bị được lưu trữ trước chiến tranh, nhưng kho hàng này sắp cạn và các thiết bị được lưu trữ sẽ không đủ để tiếp tục hoạt động sửa chữa, ông nói thêm. Khi nhiệt độ tiếp tục giảm sâu, Công ty điện quốc gia Ukraine, UkraineGo cảnh báo cả nước sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu điện nghiêm trọng, ảnh hưởng đến các tiện ích khác vào thời điểm nhiệt độ có thể giảm xuống mức âm 10 độ C trong mùa đông và dưới âm 20 độ C vào những ngày lạnh nhất. Tuy nhiên, đối với nhiều người dân trẻ ở đây, ít nhất là theo cô bé Polina và những người bạn tại Ukraine, khoảng thời gian đẹp nhất trong năm đang bắt đầu. Các em đã viết danh sách điều ước gửi cho ông già Noel và trời bắt đầu có tuyết hầu hết những đứa trẻ khác đã rời khỏi những ngôi làng xa xôi của chúng ở rìa phía đông bắc của vùng Kharkov của Ukraine kể từ khi xung đột bùng nổ. Trường học ở đó đã đóng cửa được một thời gian. Đợt tuyết đầu tiên của năm là một sự thay đổi đáng hoan nghênh. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trượt băng và đánh bóng tuyết, cô bé Polina hào hứng nói. Cô bé 10 tuổi đã cùng các bạn đắp lên người tuyết đầu tiên trong mùa. Các em thậm chí còn tìm được một củ cà rốt để làm mũi cho người tuyết. Và theo dự báo thời tiết, thì người tuyết này sẽ sống lâu vì nhiệt độ được dự đoán là sẽ giảm xuống thấp tới âm 12 độ C trong những ngày tới. Nhưng hầu hết người lớn trong khu vực thì không thể vui khi mà nghe thông tin về dự báo thời tiết. Nhiệt độ giảm đã làm dấy lên mối lo ngại về những tác động nghiêm trọng trong những tháng tới. Ở đây mỗi đêm thời tiết ngày càng lạnh hơn, tôi thậm chí là không muốn nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một người dân tên Irina nói, sống ở vùng ngoại ô Izhum trong một căn hộ tiền chế từ thời Liên Xô, bà Irina, người đã nghỉ hưu cho biết Tòa nhà 6 tầng nơi bà đã nhiều lần bị trúng đạn pháo. Hầu như tất cả những người hàng xóm của bà đã rời đi, nhưng bà thì vẫn ở lại. Tôi sẽ đi đâu đây? Bà tự đặt câu hỏi. Để di tản, ít nhất tôi cần một chiếc ô tô và một số tiền tiết kiệm. Hầu hết những người lớn tuổi ở đây thì không thể rời đi dễ dàng như vậy. Bên cạnh đó, mọi người đều lo ngại xảy ra tình trạng cướp bóc nếu không có ai ở lại đây. Bà Irina chi số tiền cuối cùng của mình để lắp cửa sổ mới. Những cửa sổ đã cũ của căn hộ đều đã bị phá hủy bởi áp lực từ các vụ nổ bà cũng dùng những tấm chăn dày để che lên cửa sổ nhằm giảm lượng không khí lạnh tràn vào căn hộ của mình hệ thống sửa trung tâm cho toàn bộ tòa nhà đã bị phá hủy bởi pháo kích vào tháng trước vào mùa thu thì các tình nguyện viên đến và mang cho bà irena một máy sửa điện để sử dụng trong những tháng mùa đông nhưng thời tiết khốc liệt vào mùa đông khiến căn hộ vẫn rất lạnh gần đây chúng tôi không bị cắt điện trong hai ngày bà irina nhớ lại trong những tình huống như vậy, bà chỉ còn có một lựa chọn, mặc ấm hơn và sử dụng hết lượng xăng dự trữ cuối cùng để nấu nước và uống một tách trà nóng. Người cao tuổi sẽ không rời khỏi nhà của họ, người già nằm trong số những người đối mặt với mối lo nghiêm trọng nhất khi mà nhiệt độ giảm mạnh. Mặc dù vậy thì nhiều người vẫn không muốn rời khỏi nhà của họ, ngay cả khi có những người thân trong gia đình có thể đưa họ ra đến một đất nước khác hoặc là ít nhất là đưa họ đến những vùng bị chiến tranh tàn phá ít hơn. Cho đến vài ngày trước, mẹ của Osana Meliak vẫn sống trong một ngôi làng thuộc phía bên kia chiến tuyến tại khu vực phía đông Ukraine hiện do Nga kiểm soát. Trong nhiều tuần, cô đã cố gắng thuyết phục mẹ rời khỏi làng, cảnh báo về những trận chiến ngày càng khốc liệt trong khu vực và về mùa đông sắp tới. Nhưng người phụ nữ 70 tuổi này vẫn kiên quyết không đi. Mẹ tôi nghĩ là có thể xoay sở để sống sót bằng cách nào đó và mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Cô Osana nói nhưng bây giờ mọi người đều biết rằng xung đột còn lâu mới kết thúc. Cuối cùng thì cô Manic đã lấy hết can đảm và lái chiếc Lada 40 năm tuổi của mình rời đi. Cô và một người quen lái xe dọc theo những con đường bị phá hủy theo hành lang từng kết nối các vùng lãnh thổ do người Ukraine kiểm soát với những vùng do người Nga kiểm soát. Cô cũng đã thuyết phục người mẹ thu dọn hành lý rời đi. Tôi nhiều lần giải thích với mẹ tôi rằng cái gì mới có giá trị thực sự, không phải là căn hộ này hay là xe, hơi hay là thứ gì tương tự, chỉ có tính mạng con người mới là quan trọng nhất. An toàn và ấm áp ở Zaporozhia. Trên đường về, xe của cô Menik nhiều lần bị xa và bùn lầy. Xe của họ còn bị chặn lại ở hàng chục trạm kiểm soát của Nga và Ukraine. Tồi tệ hơn nữa, chiếc Lada quá cũ kỹ cũng gặp vấn đề về động cơ. Cuối cùng thì họ đã đến thành phố Zaporozhia ở đông nam Ukraine. Ngoài việc là trung tâm hành chính của khu vực, nơi đây cũng có một trung tâm nhân đạo dành riêng cho những người tị nạn từ các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Đối với hai mẹ con, đó là nơi an toàn đầu tiên họ đến được sau nhiều ngày. Quan trọng hơn, đó là nơi cuối cùng họ có thể sửa ấm. Thấy được sự an toàn và ấm áp ở Zaporizhia, Menich thừa nhận rằng cô không tin rằng Nga đang vũ khí hóa thời tiết mùa đông để chống lại dân thường. Nhưng mọi thứ ngày càng xấu đi khi mùa đông đến. Hai người phụ nữ không biết tương lai sẽ ra sao. Hiện tại, họ muốn đến Odessa vì cô Menik có một căn hộ ở đó. Nhưng ở Odessa cũng không an toàn, giống như nhiều nơi khác ở Ukraine. Thành phố này là mục tiêu thường xuyên của các cuộc không kích. Dù sao thì những tháng mùa đông ở thành phố ven bờ biển đen sẽ không khắc nghiệt như ở phía đông nước này.